Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin ngày hôm nay, bao gồm những tin tức đáng chú ý sau. Nam thanh niên tử vong bên cạnh vật được nghi là lựu đạn. Xe Mercedes đâm liên hoàn 4 người đi xe máy ở Hà Nội. Người mang xăng đến tiệm vàng xin 200 triệu, được nghi là bị tâm thần, Nam thanh niên đầu độc con gái riêng của người tình Thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông Ngư dân phát hiện một tàu nước ngoài vắng người trôi dạt trên biển Nội dung chi tiết được cập nhật sau đây Vừa qua ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Vừa phát hiện một nam thanh niên tử vong bên cạnh vật được nghi là lựu đạn Thi thể nạn nhân Nguyễn Đăng Thành, 32 tuổi, được phát hiện tại nhà riêng khi đã bốc mùi hôi thối. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu được một vật nghi là lựu đạn. Chiều tối ngày 16 tháng 11, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ vụ một nam thanh niên tử vong trong nhà riêng tại số 118 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Vụ việc xuất phát từ việc sáng cùng ngày bố nạn nhân đến ủy ban nhân dân phường khương thượng đống đa hà nội xin cấp giấy chứng tử cho con trai thấy hiện tượng lạ có biểu hiện nghi vấn cán bộ ủy ban nhân dân phường đã báo về công an phường khương thượng nhận được thông tin công an phường khương thượng đã báo cáo lên công an quận đống đa đồng thời phối hợp xác minh làm rõ khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì thấy cửa nhà khóa trái bên trong bốc mùi hôi thối Hàng xóm xung quanh cho biết, mùi hôi đó đã bốc ra từ cách đây khoảng 6 ngày trước. Khi lực lượng chức năng phá cửa vào trong thì phát hiện thi thể nạn nhân Nguyễn Đăng Thành, 32 tuổi, nằm ở tầng 3 ngôi nhà. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an cũng thu được một vật được nghi là lựu đạn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, ở quận Ba Đình, Hà Nội, đường Cao Bá Quát, một chiếc xe Mercedes đâm liên hoàn bốn người đi xe máy. Chiếc xe Mercedes bất ngờ mất lái, đâm liên tiếp vào hai xe máy đang đi trên đường Cao Bá Quát, khiến bốn người bị thương. Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 16 tháng 11, xe ô tô này gây tai nạn liên hoàn trên đường Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, xe bốn chỗ nhãn hiệu Mercedes mang biển kiểm soát 30E10580 lưu thông trên đường Cao Bá Quát. Khi đến trước số nhà 17 đã đâm vào xe máy mang biển kiểm soát 29H173958 do năm thanh niên điều khiển chở theo một phụ nữ. Chiếc xe tiếp tục lao nhanh về phía trước hút văng một nam thanh niên và một cụ già đi trên xe máy Honda SH mang biển kiểm soát 29 d 160575 Chiếc xe này chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây bên đường, hư hỏng nặng phần đầu xe. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, bốn nạn nhân đi xe máy được người dân đưa vào bệnh viện Sanbon cấp cứu. Tài xế ô tô chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị hất văng giữa lòng đường, nhiều bộ phận bung rời. Hiện, công an quận Ba Đình đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Một người đàn ông mang hai canh nhựa giỏ đốt tiệm vàng ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để xin 200 triệu đồng, được cho là có biểu hiện nói nhảm, nghi là bị tâm thần. Chiều ngày 16 tháng 11 vừa qua, lãnh đạo công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đang trích xuất camera để truy bắt người đàn ông khoảng 40 tuổi do đốt tiệm vàng Kim Phát nếu không đưa 200 triệu đồng. Theo lời khai của nhân chứng và hình ảnh thu được, chỉ có một người gây án. Bước đầu nhận định người này từng vào tiệm vài lần và có dấu hiệu không bình thường, miệng nói lãm nhảm. Lãnh đạo công an quận Tân Phú nhận biết và cho hay hai can mà ông ta bảo là bơm xăng chỉ là nước. Theo điều tra, gần 10 giờ cùng ngày, người đàn ông xách theo túi màu trắng vào tiệm vàng Kim Phát ở khu chợ nhỏ Đông Đúc trên đường Nguyễn Sơn. Tưởng khách mua hàng, bà chủ chào hỏi thì người này xin 200 triệu, nếu không sẽ đốt tiệm. Tên này dơ hai canh nhựa dọa là xăng. Chủ tiệm Kim Hoàng tỏ vẻ hoảng loạn, năn nỉ gã đàn ông, đồng thời bấm chuông báo động. Nhiều người từ trên lầu ùa xuống lao vào giằng co, nhưng ông ta đã chạy thoát, để lại hai canh nhựa. Đến chiều, tiệm vàng đã mở cửa buôn bán trở lại, nhưng chủ tiệm dè dặt khi được hỏi lại câu chuyện vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Thông tin tiếp theo mà kênh báo nói muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn đó là một nam thanh niên đầu độc con gái riêng của người tình ở tỉnh Đắk Lắk xảy ra mâu thuẫn với con gái riêng của người tình Phi công trẻ ở tỉnh Đắk Lắk đổ thuốc chuột vào đồ ăn nhằm đầu độc cô gái này nhưng bất thành Sáng ngày 16 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm tuyên phạt Yrone 26 tuổi 9 năm tù về tội giết người Theo cáo trạng, năm 2010, Idrone sống như vợ chồng với một người phụ nữ 47 tuổi ở xã Dukamon, huyện Prong Anna trong suốt quá trình sinh sống chung nhà, anh ta và con gái riêng của bà này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến tối ngày 9 tháng 3, anh ta đổ thuốc chuột vào nồi canh và bao gạo nhằm mục đích đầu độc cô này. Sáng hôm sau, người con gái dọn dẹp nhà, phát hiện nồi canh bốc mùi hôi nên đổ cho chó ăn. Thấy con chó sùi bọt mép, lăn ra chết, chị này nghi có người đầu độc nên đã báo công an. Bị mời lên làm việc, Y trôn nê, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tiếp theo là thông tin về một nam thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông. Xảy ra cự cãi sau va chạm giao thông, nam thanh niên ở Ninh Thuận rút dao đâm gục đối thủ. Ngày 16 tháng 11 vừa qua, Cà Ron Giảng, 19 tuổi, ở huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh phạt 18 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, chiều ngày 7 tháng 2, Giảng chạy xe máy thì va chạm với anh Vi đang đi bộ trên đường xã Phước Hà, huyện Thuận Nam. Xảy ra tranh cãi, Giảng tác vào mặt anh Vi. Thấy nhóm bạn đối thủ xông vào giúp sức, Giảng rút dao đâm gục anh Vi. Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Vừa qua, ngư dân ở tỉnh Bình Thuận phát hiện một con tàu nước ngoài vắng người trôi dạt trên biển. Chiều ngày 16 tháng 11, tin từ cảng vụ hàng hải Bình Thuận cho biết, hai tàu cá của ngư dân tại phường Bình Tân, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận, trong lúc hành nghề trên biển đã phát hiện một con tàu sắt lớn của nước ngoài trôi dạt trên biển tại vị trí cách La Ghi khoảng 157 hải lý. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 15 tháng 11, Hai tàu cá mang số hiệu BTH 97947TS do anh Hoàng Ngọc Cương làm thuyền trưởng và tàu BTH 97859TS do anh Hoàng Ngọc Thu làm thuyền trưởng. Trong khi đánh bắt hải sản tại vùng biển cách cảng là ghi khoảng 157 hải lý đã phát hiện một tàu sắt lớn đang trôi dạt trên biển. Các ngư dân đã lên tàu kiểm tra và phát hiện đèn trên bông tàu vẫn còn sáng một số vật dụng sinh hoạt trên tàu vẫn đang hoạt động nhưng trên tàu không có một bóng người. Sự việc được thuyền trưởng hai tàu cá này điện báo cho cơ quan chức năng. Theo mô tả của các ngư dân, con tàu bí ẩn này dài khoảng 40 m rộng 10 m tàu ghi chữ nước ngoài và không treo cờ quốc gia nào. Đến 18 giờ ngày 16 tháng 11, ngư dân đã lai dắt con tàu này về neo đậu tại khu vực Hòn Ba. La ghi để tính toán phương án đưa con tàu này về cảng La Ghi trong ngày 17 tháng 11. Bầu cử Mỹ 2016 và đoạn kết buồn cho nhà Clinton Hiếm có ai hiểu về những cử tri đã không bỏ phiếu cho Hillary Clinton hơn cựu tổng thống và cũng là chồng bà Bill Clinton. Ông đã lớn lên cùng với họ và sau này cũng chính những nghiên cứu kỹ càng và chút cuồng tín của Bill Clinton về nhóm người này đã chấp cánh cho sự nghiệp chính trị của ông. Vậy thì tại sao ở thời điểm hiện tại, Chính những người lao động Mỹ da trắng bình dân lại bỏ phiếu chống lại nhà Clinton. Cây bút David Maranis của Washington Post mới đây đã đưa ra những câu trả lời xuất sắc cho câu hỏi này. Sau mấy thập kỷ, nhà Clinton đã dịch chuyển từ tầng lớp da trắng bình dân sang vương quốc của giới tinh hoa, từ những chiếc bánh kẹp McDonald's lên chế độ ăn chay. Điều này khiến bà Hillary không có đủ khả năng hàn gắn vết nứt ngày càng toát ra trong lòng xã hội Mỹ. Cuối cùng thì Hillary Clinton đã thua cuộc Trước đối thủ bất ngờ nhất, một ông trùm bất động sản giàu có đến từ khu thượng lưu Manhattan và dường như chẳng có điểm chung nào với các cử tri, chưa khả năng diễn tả chính xác sự bất mãn của họ. Bill Clinton lớn lên ở một vùng nông thôn nằm phía tây nam bang Arkansas. Cha ông là một người chào hàng lưu động qua đời trong một tai nạn xe hơi từ trước khi Bill được sinh ra. Ông được nuôi dưỡng bởi mẹ và cha kế, người nghiện rượu, cờ bạc và thường xuyên ngược đãi mẹ con ông. Bill Clinton thường được mẹ gọi là búp ba, từ dùng để chỉ đứa con trai lớn gánh vác công việc trong gia đình. Bà thần tượng ca sĩ Elvis Presley và coi Bill là Elvis của mình. Hàng xóm của họ hầu hết là người da trắng không có nhiều tiền và cảm thấy bị rớt lại phía sau là sóng thay đổi chóng mặt cả về kinh tế và xã hội của nước Mỹ. Nhiệm kỳ của ông chỉ kéo dài được 2 năm, người dân Arkansas nghĩ rằng vợ chồng Bill Clinton quá quan cách và phớt lờ những nhu cầu thiết thực của dân chúng. Kế hoạch đánh thuế xe hơi dựa trên trọng lượng thay vì giá xe khiến những chiếc xe tải cũ kỹ của người nông dân phải chịu mức thuế cao hơn so với những chiếc xe Porsche của giới nhà giàu và do đó khiến uy tín của ông sụt giảm mạnh. Trong cuộc bầu cử chọn ra thống đốc bang năm 1980, Frank White được cho là một đối thủ nhẹ ký so với Bill và sẽ đưa bang này quay trở lại thế kỷ 19. Tuy nhiên, White đã tìm ra được cách dập tắt quan niệm này bằng lời hứa sẽ mang thời kỳ hoàng kim quay trở lại. Thông điệp tranh cử của ông kết nối được với nỗi thất vọng trong lòng nhiều cử tri da trắng, tương tự như cam kết giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại của Donald Trump. Bin và Hillary đã rút ra được những bài học quý báu từ thất bại khi còn trẻ, để sau này thành công vang dội khi quay trở lại Arkansas và lấy nơi này làm bàn đạp vươn tới Nhà Trắng. Trong kỳ tuyển cử kế tiếp vào năm 1982, ông đắc cử và đảm nhiệm chức vụ thống đốc trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp cho đến năm 1992 khi ông trở thành ông chủ Nhà Trắng hai vợ chồng trở thành cặp đôi đặc biệt trên chính trường Mỹ. Ba thăng trầm bê bối đã xảy ra, nhưng họ vẫn vững vàng cho đến cuộc bầu cử vừa qua. Dưới thời Bill Clinton, kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt trội. Ông tìm ra cách đối thoại trực tiếp với các cử tri đoàn, tạo ra được một chiến dịch tranh cử lâu bền. Bối nhiệm kỳ làm thống đốc bang Arkansas, Bill luôn tìm được con đường phù hợp dù nước Mỹ đi theo hướng bảo thủ hơn dưới thời cựu tổng thống Reagan. Đây cũng chính là bí quyết để ông chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1992 khi ông dựa vào nghiên cứu về những người ủng hộ đảng Dân Chủ ở hạt Macomb, bang Michigan của chuyên gia thăm dò Stan Greenberg. Hạt Macomb là vùng ngoại ô tập trung nhiều người da trắng chỉ làm những công việc chân tay và cảm thấy bị lạc lõng giữa những làn sóng văn hóa mới nổi ở Mỹ, cũng như vật chất mưu sinh vì số việc làm trong ngày sản xuất giảm mạnh. Bin biết rằng có nhiều vùng tương tự như vậy trên khắp nước Mỹ và ông đã vận dụng khéo léo những gì đã trải qua thời thơ ấu để lấy lòng công chúng. Khi đã vào Nhà Trắng, Bin vẫn sử dụng lợi thế này để gìn giữ mối kết nối với tầng lớp lao động da trắng, bên cạnh nhiều cách khác như ủng hộ cải cách hệ thống an sinh xã hội. Hai thập kỷ sau, khi Hillary cố gắng khôi phục huyền thoại nhà Clinton, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, cả ở nước Mỹ và ở ứng viên tổng thống. Trước khi trở thành ứng viên chính thức của Đảng Dân chủ, bà có nhiều kinh nghiệm hơn bất kỳ đối thủ nào, nhưng chính kinh nghiệm chính trường dày dặn lại làm bà khiến bà trở nên cứng nhắc trong con mắt đánh giá của những người dân Mỹ đang mong muốn một sự đổi thay. Hillary Clinton là một nhân vật đặc biệt được nhắc đến bằng tên chứ không phải bằng họ. Thông thường trong văn hóa Mỹ, cách gọi này nhằm thể hiện bản sắc rất riêng của một cá nhân. Còn trong trường hợp của bà, dù đã cố gắng, cái tên Hillary khiến người ta liên tưởng đến một tấm kính vạn hoa nhiều màu sắc. Có một sự cộng hưởng phức tạp giữa vị thế là người phụ nữ đầu tiên trở thành ứng viên tổng thống, đại diện cho một trong hai đảng lớn, và vai trò của Hillary trong gia đình mà người Mỹ coi là một vương triều chính trị. Hầu hết các đời tổng thống Mỹ gần đây, Richard M. Nixon đến Barack Obama và Bill Clinton đều có xuất thân rất đỗi bình thường và mang lại câu chuyện truyền cảm hứng họ không có khối tài sản kích xù hay huyền thoại danh giá hậu thuẫn sau lưng. Hillary cũng có khởi đầu như vậy khi sinh ra trong một gia đình trung lưu ở ngoại ô Chicago và mẹ của bà đã phải tự lập từ năm 14 tuổi. Tuy nhiên, sự nghiệp của bà lại luôn gắn liền với Bill Clinton, giống như George Bush tiếp bước cha mình vậy. Một trong những điều đặc biệt mà Trump làm được là đánh bại Jeb Bush và sau này là Hillary Clinton. Đánh bại không chỉ một mà là hai vương triều. Nhiều rắc rối của Hillary xuất phát từ chính người chồng của bà, từ những ảnh hưởng nhất định của một cựu tổng thống. Xét trên phương diện một ứng viên tổng thống, Bill là một người đầy sức hút và đối đáp tùy hứng, trong khi Hillary là người cẩn trọng và luôn đi theo khuôn mẫu. Nhớ về nỗ lực chung đầu tiên của hai người khi cùng tham gia một phiên dự án mô phỏng ở Đại học Yale, Bill xuất hiện với hình ảnh một người mềm mỏng, dễ gần và nhiều cảm xúc. Ông khiến bồi thẩm đoàn có cảm giác dễ chịu và chỉ phản ứng rất nhẹ khi kết luận khi đi đúng hướng mà ông muốn. Ngược lại, Hillary tỏ ra bình tĩnh và thận trọng, nhưng mỗi lời nói ra đều rất đánh thép. Một bạn học của hai người đưa ra một phép so sánh khá thú vị. Trong khi Bin xoa bóp ngón chân cho họ, Hillary thậm chí ít quan tâm đến việc đã dẫm lên chân họ. Chiến dịch tranh cử tổng thống không phải là phòng sự án, và sự đối lập quá lớn giữa hai người đã không giúp ích cho Hillary. Dù đôi lúc bê bối tình ái của Bin khiến Hillary trở thành một nhân vật được xã hội cảm thông, bà phải chịu nhiều tác động tiêu cực trong dài hạn Dường như Hillary đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc để tự phòng vệ cho mình sau nhiều năm cố gắng bảo vệ Bin và những mục tiêu chung của hai người. Mục tiêu của bà, một người từng hành nghề luật sư, là cố gắng hết khả năng có thể, theo nhiều cách khác nhau để đảm bảo chắc chắn nhà Clinton sẽ đứng vững trước những đợt tấn công dữ dội từ phe đối lập cánh hữu. Gần như mọi vấn đề tranh cãi xung quanh Hillary Clinton trong những năm vừa qua đều trở nên sáng tỏ nếu bạn nhìn chúng dưới lăng kính này. Năm 1993, Hillary khuyên Bin lập hàng rào ngăn chặn báo chí khi vụ bê bối liên quan đến công ty bất động sản Whitewater bùng lên. Năm 1998, bà xuất hiện trên truyền hình để tuyên bố rằng chuyện tình ái giữa chồng mình và cô nữ thực tập sinh Lewinsky chỉ là một âm mưu được phe cánh hữu dựng lên nhằm chống lại chồng bà. Phải gồng gánh trên lưng quá nhiều câu chuyện khi quay trở lại đường đua, Hillary đã đuối sức và thất bại. Liệu có phải thành kiến về nữ giới đã khiến Hillary Clinton thua cuộc hay không sẽ là câu hỏi gây ra nhiều cuộc tranh cãi bất tận, chỉ ít là cho đến khi cuối cùng cũng có một người phụ nữ trở thành tổng thống. Quay trở lại năm 1969, khi Hillary có bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở trường Willis Day. một người phụ nữ mà sau này trở thành một người bạn và đồng minh thân thiết của bà, Pulan đã có bài viết đăng trên tờ Atlantic nói về phong trào đấu tranh của nữ giới. Stern chia sẻ bà đã cảm thấy ngạc nhiên thế nào khi nhà tuyển dụng hỏi bà đã có người yêu chưa. Phân tích những tác phẩm của Ariston và Shakespeare hay Samuel Johnson, Rauchio và Friel đã phủ nhận những giá trị của người phụ nữ theo nhiều cách khác nhau như thế nào. Bà còn viết về việc thật thiếu công bằng khi một người phụ nữ quá năng nổ lại bị coi là không quý phái. Tất cả những cảm xúc này lại quay trở về với Stern trong tuần trước, khi bà theo dõi Hillary trong những ngày cuối cùng và hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra nhưng khoảnh khắc lịch sử mà Stern mong đợi đã trở thành nỗi thất vọng cay đắng. Bill Clinton có những rắc rối riêng của mình, nhưng chẳng bao giờ gặp phải vấn đề này. Trump, người đã công khai buông lời thoá mạ phụ nữ, lại chiến thắng. Nhưng có lẽ Bill không hoàn toàn ngạc nhiên về kết quả bầu cử. Trên suốt chặng đường đua, ông đã nhìn thấy những dấu hiệu. Ông hiểu rõ những người đã bỏ phiếu cho Trump và cả những người không chọn vợ ông mà chọn Bernie Sanders. Bill nhìn thấy sự giận dữ và cảm thấy những mối kết nối bị đứt đoạn nhưng ông không biết làm cách nào để có thể nối chúng lại mà không cần dựa vào chính sách mị dân hay chủ nghĩa dân túy. Đây là những thứ Hillary không giỏi. Nhà Clinton chẳng thể có cơ hội thứ hai. Cuối cùng thì Donald Trump mới là chủ nhân của Nhà Trắng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng xin chào và hẹn gặp lại